Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hàng chục cột viễn thông ở thôn Đỗ Xuyên, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi nằm xuống cả lòng đường, gây mất mỹ quan khu dân cư, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Trục đường chính của thôn Đỗ Xuyên có chiều dài 2,7 km. Theo quan sát toàn tuyến, có hơn 10 cột viễn thông cần phải di chuyển sát vào lề đường để đảm bảo không gian đi lại cho người dân. Lòng đường vốn nhỏ hẹp nay lại càng khó khăn khi người dân phải tránh những cột viễn thông nằm nhô ra ngoài lòng đường như thế này. Nhất là ở những vòng cua và ngã ba ngã tư gây mất tầm nhìn của phương tiện, dễ xảy ra va chạm. Thực trạng rác trời như thế này cũng phổ biến ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng thanh tra giao thông đã tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 2, đội 2 trật tự giao thông tỉnh lập 24 biên bản vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng 6 giấy phép lái xe và xử phạt trên 100 triệu đồng đối với các phương tiện tham gia giao thông với các lỗi rơi vãi, chở quá khổ quá tải, cơi nới thùng hàng, xe hết hạn đăng kiểm hợp đồng vận chuyển, đón trả khách không đúng quy định. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng các đại lý vật liệu xây dựng bất chấp luật giao thông dùng các xe lôi, xe kéo tự chế chở vật liệu xây dựng lại tái diễn. Nhiều xe cũ nát không có kiểm định, lái xe không giấy tờ, xe chở cồng kềnh đã trở thành mối nguy hiểm rình rập người tham gia giao thông bất cứ lúc nào. Trên quốc lộ 39, đoạn qua khu công nghiệp Phố Nối B, phường Tị Xử, thị xã Mỹ Hào và xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ có nhiều tiểu thương từ nơi khác tới lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, gây cản trở các phương tiện lưu thông. Buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày có từ 20 đến 30 tiểu thương kinh doanh bán hoa quả và gia cầm sống, trong khi đoạn đường này là nơi tập trung nhiều lao động đang làm việc tại khu công nghiệp và có rất nhiều phương tiện có trọng tải lớn lưu thông. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý triệt để là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Theo đó, đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khoái Châu tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý triệt để những trường hợp vi phạm là nguyên nhân chủ yếu các vụ tai nạn giao thông như đi quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường làn đường, vượt không đúng quy định và không chú ý quan sát, uống rượu bia khi tham gia giao thông. Cùng với việc tăng cường tuần tra lưu động, các tổ công tác thường xuyên trực tại các tuyến đường có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao và khu vực đông dân cư để xử lý vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khoái Châu đã mở nhiều đợt cao điểm phát hiện xử lý 662 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền 570 triệu đồng, tước 37 giấy phép lái xe. Kết quả trong thời gian vừa qua là chúng tôi đã xử lý được gần 50 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn huyện Khoái Châu thì không xảy ra cái vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra. Và đặc biệt tình trạng vi phạm hành lang giao thông đã chấp hành tốt hơn. Tại các khu vực nút giao điểm đen, nơi đông người dân tham gia giao thông khu vực phố nối, khu công nghiệp, các chợ ở thị xã Mỹ Hào, nơi có tình hình giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao, do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Mỹ Hào thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, thì đội Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm và một số trường hợp dừng đỗ xe dưới lòng lề đường. Qua cái công tác tuần tra kiểm soát, tình trạng trật tự an toàn giao thông địa bàn các cái tai nạn là giảm, hay là không còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Hai tháng đầu năm, Công an huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào đã xử lý 65 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt 220 triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của người dân trên địa bàn. Với sự triển khai đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng công an các huyện đã và đang góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến,
Chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Xin được cảm ơn Công ty Cổ phần Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.